con đường xưa em đi vào lên mái tôn thiên hồ hồn dân tái tên anh làm thơ vũ quân vẫn qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi đúng không? Đúng không? Cái chạy nói rồi. Cái này cũng 11 hả? Dạ. Ôi có răng khỉnh kìa. Wow. Trời ơi. Người ơi mọi người hãy ra phố yên của tụi em đi. Tụi em sẽ có một vàng mỹ nữ tiếp mọi người ạ. Đúng rồi, chính xác á. Mình đi lạc mấy người kia rồi. Nhờ em nhỏ này đi dẫn đường chị chỗ cho mình nha cả nhà. Đâu đâu đâu, chỗ nào đâu. Ô hello đây chưa. Dạ. Ở đây người ta đi chơi nhiều lắm cả nhà ơi. Ở khu vực đây là suối mơ của tỉnh Phú Yên nha cả nhà. Mình nãy giờ đi đi lạc mấy anh em rồi, giờ không biết nằm ở vị trí nào, bây giờ nhờ em nhỏ đây nó chỉ chỗ cho đi nhá. Hello hello, lên đây lên đây lên đây. Đâu chỗ nào rồi? Đi từ từ các té nha. Hello anh em nhá. Dạ dạ. Dạ chưa việc thằng kia. Em là đi em là đi chặt chuối thôi. Hello anh. Em là đi. Tôi không tin được. Dạ không tin được đúng không? Hello. Hello. Dạ. Xin việc. Quay Thấy. À, anh cứ ra kia tự nhiên làm một cái coi. Được rồi. Làm thoải chứ. Rồi. Làm ly vô anh. Dạ dạ. Không lòng chút. 5 năm anh em làm mãi vui. Không không, không là em nhắm môi thôi. Nhắm môi thôi nha. Nãy giờ mấy anh em kia mời cũng nhiều quá. Ai đồ mà nãy giờ không làm luôn. Không không không. Anh em mình. Ủa quý thân chứ là nãy giờ mấy anh em kia nhiều mời nhiều quá. Anh em mình mến nhau rồi. Cái chỗ mến không chỗ đấy á. Dạ dạ đúng rồi, tình thương mến thương anh em. À tình thương mến thương chỗ đấy á. Anh làm cái đây là bốn vô cái. Trời ơi. Đây là bốn. Chúc mừng sức khỏe nha. Chúc mừng sức khỏe nha. Rồi. Em uống nhiều nha. Đây là hai cameraman ở ngoài đây cả nhà. Quay mạnh nha. Quay chính chiều nha, chính nha. Ở đây người ta đi chơi rất là nhiều người luôn cả nhà ơi. Bây giờ xin phép cả nhà uống miếng nha. Ờ, éo như tụi mình thiệt dẫm nha. Rồi, vô. Nói thoảng chuẩn bị đi ông lên làm màu ly nữa. Chúng em làm 50 nha. Rồi, 50 rồi. Được. Đó. 50 rồi. Rồi, cảm ơn anh em nhé, để em chạy lên kia tìm người. Bác tay ngay, quay vô ngay cái bác tay ngay. Rồi, ok. Nó đi đứng kia rồi. Dạ dạ đi đứng kia. Rồi, ok. Quay ra cái con kia nó cực cực cái. Đồ cái con kia đấy. Lên lên. Quay luôn á. Rồi, nhỏ rồi. Cô đâu rồi? Đi. Đây. Nãy vô mà đi lạc mất đi cả nhà ơi, bây giờ phải đi tìm. Rồi. Ok, ok. Đâu rồi cô ơi? Câu kia đi đâu rồi? Tao đi tìm tìm nhóm. Hello mấy bé nhá. Ôi con gái Phú Yên xinh gái quá cả nhà ơi. Thì phép xin tâm hình với con gái Phú Yên nhá. Cười tươi nè. Cười chung tâm hình nào. Cười tét tét nào. Dạ. Thả tay ra, bé ngồi xuống. Đó, đúng rồi, vô đây. 2, 3. Rồi, ok. Đó rồi. Hai chú đó rồi. À, mấy bé đi chơi chung một nhóm hả? À, mình đi nhóm phụ nữ không hả? À. Hả? Có Hoàng đi chung nhóm ra từ sáng giờ hả? Ủa sao sáng giờ mình không biết à? Ủa trời ơi, thì ra đây là nhóm của mình không biết hả trời ơi.
do từ sáng giờ là mình với Hoàng chia nhau ra đi đấy, mình đi một xe, Hoàng đi một xe nên là đủ cả mấy bạn nữ nữa mà mình không biết. Thì ra là nhóm của mình đây mà nãy giờ mình cứ đi tìm. Wow. Hả? Chú là kênh YouTube của chú là Già Làng Tây Nguyên. Mấy bé học lớp mấy rồi? 11 hả? Bé tên gì? Dạ tên Duyên. Wow, trời ơi, Duyên hàng gì có hai nút đồng tiền má Duyên nha. Mình cái đó là mình đi làm hay là nó tự có? Dạ tự có. Để coi nè, cho mọi người xem nè. Má nút đồng tiền nó xinh gái nha. Tên Duyên hả? Dạ. Hàng gì thấy Duyên ghê nha. Học lớp 11 hả? Dạ. Ok, cô bé học giỏi đi, lên lớp 12 là thi đại học nha. Dạ. Bé này là lớp mấy nha? Dạ em lớp 11. 11 thôi hả? Mới lớp 11 thôi hả? Lớp 11 gặp bằng chú nha. Sao cười là che miệng thế? Răng bị sâu à? Răng dạ, bị sâu hay sao vậy? Không đẹp. Hả? Dạ răng không đẹp. Đâu đâu nha con nè. Đưa nhanh nha sĩ khám nè. Bỏ ra đi để nha sĩ khám nè. Tự tin vào. Tự tin vào đi để chú phỏng vấn bé khác nè. Đi. Nhìn dễ thương nhà, hình như con gái Phú Yên là cháu ở thị trấn La Hai đúng không? Dạ. Đúng rồi, người ta nói là nhất gái La Hai nhì trai gì đấy. Trai đồng kỵ hay là gì đó. Đúng không? Mô dễ thương mà đúng không? Rồi mấy bé chạy đấy rồi. Bé này cũng 11 hả? Dạ. Ôi có răng khỉnh kìa. Wow. Trời ơi. Mất cỡ à? Dạ. Bé này. Giờ này nhiều bé xinh gái đấy nha. Dạ em mua 11 hả? Dạ. Sao bé này cũng 11 hả? Dạ. Cũng có răng khỉnh rồi, sao bữa nay nhiều bé răng khỉnh nha? Dạ có răng khỉnh. Đâu? Bé nè. Nghe ra cái nha. À không phải rồi. Dạ. Bé này sao ngồi ngoài để đây buồn dữ nè. Hả? Sao ngồi đây có tâm sự gì hả? Lúc sáng đi vô đây là đi xe máy hay là xe Honda? Dạ Camry. Hay là lúc sáng đi vô đây là đi xe máy hay là đi Honda? Dạ bạn chở. Bạn chở đi xe máy hay là đi xe đạp hay đi Honda? Dạ đi xe máy. À xe máy hả? Tưởng đi Honda chứ đi Honda đi chậm lắm. Bé tên gì nhỉ? Dạ tên Quân. Quân à? Trời ơi hàng gì đẹp như hoa Quân luôn. Nhìn là nghi rồi, nhìn là nghi tính Quân rồi. Cuối cùng là tính Quân thật. Bên đây là bộ phận chế biến ẩm thực nha cả nhà. Đây ông bạn này là bên nhóm đầu bếp đúng không? Hôm nay ẩm thực của mình có món gì anh nhà? À chè nướng anh, tấm hút ớt. Trời ơi, ông đổ mồ hôi luôn kìa. Nhìn ông thương dữ trời. Ôi trời ơi, nóng lửa. Gà ướp trong chưa? Hoàng đi đâu hết rồi nha? Thằng Hoàng đi đâu rồi anh? Hoàng đi đâu rồi? Rồi, đây đây. Còn những cô em gái xinh tươi, xinh đẹp của những video lần trước này cả nhà. Hôm qua anh em mình đi ở suối nước nóng rồi, nướng trứng ăn ngon nhỉ. Hôm nay tiếp tục anh em mình đi ở Sương Mơ nhá. Dạ, hôm nay anh em đi mình đi qua đêm luôn. Rồi, tiếp tục thì sẽ đi vào trong đây là ở đây là khu vực gì em nhỉ? Sương Mơ à? Sương Mơ, một dòng suối rất là nên thơ và chảy lơ thơ, rất là yên bình cả nhà. Mọi người ở xa tập trung vào đây chơi rất là nhiều. Và cũng chính vì điều đó mà hôm nay mình cũng đi vô đây chơi bất chước luôn. Như kia em Hoàng thì đang chế biến con gà. Đây là như anh đó không nhầm đây thì đây là ruột gà đúng không? Đúng không em? Cái này là dây thừng nhỉ? Đây là những em gái rất là dễ thương nhưng mà chưa có người yêu nha cả nhà. Em bé lên đây. Cái quần bé Nhi này đòi. Cái quần bé Nhi này đòi đầy hết rồi. Mọi người ơi, mọi người hãy ra Phú Yên của tụi em đi. Tụi em sẽ có một vàng mỹ nữ tiếp mọi người ạ. Đúng rồi, chính xác. Do lúc sáng em rủ mấy bạn nhỏ cái đi hả? Mấy bạn lớp 11 á? Không phải, mấy bạn nhỏ là fan hâm mộ của Già Làng Tây Nguyên. Quên gì đây là tên gì quên mất rồi nhờ? Fan hâm mộ của Già Làng Tây Nguyên. À trời ơi, ngọc như nãy chưa hỏi tên đúng không? Quên rồi, đây là Duyên nè.
Trời ơi, cái duyên kìa. Mấy em chưa kết mấy duyên là có hai mấy lớp đồng tiền dễ thương lắm cả nhà ơi. Mấy Ngọc cũng dễ thương nè. Từ. Mời anh làm một ly đi. Ở dưới đây có mạng không nha? Không có mạng. Đây, dạ đúng rồi anh. Mà ngồi đây, chạy dưới mà trong mấy hay coi lắm. Mấy đi đào tâm đồ. Dạ đúng rồi. Máu rồi đó. Dạ dạ. Thôi mời chú nha, mời cô nha. Vào vô. Rồi ok, mời cả nhà nha. Phải 15 gì đâu. Một Tây Nguyên hả? Đúng rồi, giờ là Tây Nguyên đó chú. À đây, cái sau lưng áo đây. À, đúng không? Đúng chưa? Thôi chào anh nha. Chào chú nha, chú ở đâu vậy? Miền Tây. À, miền Tây. Ô, miền Tây mà lên tới Phú Yên chơi luôn. Wow. Nó đây chơi mà coi cái kênh của già làng nhiều. Dạ, cảm ơn chú nha. Ồ, cảm ơn. Mới thấy hồi nãy nó, ồ, già làng đâu đây, quay đây nữa hả? Dạ. Hôm nay là cháu đi chơi với mấy bạn trẻ đây nè. Dạ, An Giang, An Giang. Cháu chú ở An Giang đi xe ô tô tới đây hả? Ờ, đi tới đây chơi. Dạ, dạ. Nè, đang hát cho này, hồi lên dạ, quay lên đây. Rồi, đi lên chơi, đi lên chơi luôn. Rồi, lên chơi luôn. Hôm nay đi đâu gặp người quen cả nhà? Em muốn có đi Quan Tâm. À, với Quan Tâm. Tâm, em muốn đi Quan Tâm. Quan Vọng. Rồi, 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 rồi. Hello mấy anh nhá. Chào ơi. Nè em anh, miền Tây. Dạ, dạ, mấy anh ở miền Tây à. À. Miền Tây đi lên tới đây chơi á. Chị sĩ. Dạ. Dạ. Chuẩn chuẩn Tây. À. Dạ, chào, chào anh nhá. Dạ. Chị. Bye bye đâu. Lâm Tô. Cho dòng cho vui mạng làm em. À. Chào chú nhá. Chào anh. Anh là Hùng An Giang. Dạ, mình ở An Giang lên đây một xe luôn à. À, à nên mình ở An Giang mà lên đây chung ở trên đây người đây là người đồng bào. Nguyên ở đây. Đó đồng bào này. À. Anh. Dạ, chắc là... Dạ, cái kênh đó, quen là quen á. Dạ, dạ. Em quay video để chia sẻ cái đời sống của mình với mọi người đấy. May mắn là được nhiều người biết đến đi ngang qua đây. Tại vì cũng có dịp mà mình lại cái như là cái chú mơ nè. Dạ, dạ. Mình lại đây rồi mình chơi rồi chơi du lịch mà. Dạ, dạ. Này thì cũng đang phát triển rồi mình lại đây mình chơi. Dạ dạ. Em mời chú nha, mời anh nha. À, chú mẹ tỉnh Phú Yên. À, Phú Yên. Rồi cả nhà. Rồi, cảm ơn chú. À, rồi, ok, cảm ơn chú nha. Rồi đây cháu hết rồi, cháu hết rồi. Rồi, xin chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. À, bắt tay, bắt tay. Rồi, chúc sức khỏe, chúc sức khỏe nhá. Vui quá là đi đâu cũng gặp người quen hết mọi người ơi. Cảm ơn, chúc mọi người chơi vui vẻ nhá. Đi qua cho đây nướng con gà đã. Ở đây là rừng nhưng mà khu vực này là người ta đang phát triển du lịch đấy cả nhà. Nên là rất là nhiều người qua đây chơi luôn. Hôm nay là tính khoảng cỡ 1.000 người ấy. Gia làng Tây Nguyên. Dạ, đúng rồi, chào chào. Đồng bào gì? À, Sa Đăng. Ờ, Sa Đăng đây là Trăm nha. Đúng rồi, Trăm. Trăm. Trăm á. Sa Đăng. Cô Tùm. Gia La là chỗ nào ấy? Cô Tùm. Ờ. Ồ. Thôi. Nén quá hả quý? Quý, nén quá hả quý? Quý cả nén luôn á mọi người. Coi, hôm nay nướng mấy con gà vậy quý? Ơi, thấy em xuyên đây không? Hôm nay nướng mấy con gà quý? Hôm nay quý nướng bèn kia nha. Ba con hả? Dạ, ba con. Em quý chưa có người yêu cả nhà nên là hôm nay mình quyết định ở đây thì em quý nhận lời yêu mình thì mình sẽ ở Phú Yên này luôn nhé. Mình không về Kon Tum nữa. Tại đấy okay. Là mình phải suy nghĩ nữa chứ, tại vì cái duyên này mà đâu có nói được đúng không mọi người? Duyên hả? Dạ, nó là mọi người ai mà cứ tính nghĩ tới chuyện duyên thì alo cho em hết á, em đỡ em. Anh có nghĩ duyên rồi đấy, nhưng mà em phải nghĩ đến anh nha. Dạ. Em phải chăm trước. Ok, em sẽ tính tất cả các anh luôn, anh em mà tính tới chuyện duyên với em này em tính hết, em okay. Nhận hết. Ok. Em cho anh lọt vào cho anh cái vé của anh nằm trên để được duyệt sớm nha. Ok. 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 Em nướng gà đi, tí nữa rồi. Cảm ơn mọi người nha. Ok. Rồi lấy cục đá keo keo thôi luôn. Hello em có bí quyết gì mà sao mà em đẹp gái thế? Anh ơi, mũi cắn trên mắt em rồi. Nặng lắm.
Đây là anh bắt đền con muỗi đi anh, nó cắn em rồi. Thế thì anh bắt đó anh giết nó cho. Đây là em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay vừa tròn 30. 30 ok, tuổi đó là tuổi lấy chồng được rồi nhưng mà giờ hiện tại chưa có người yêu ấy. Dạ, bây giờ anh nói thật ấy, em nhớ anh thì già rồi mà em thì cũng không còn trẻ nữa, đúng không? Dạ. Thì là anh cũng có tình cảm với em có đồng ý chấp nhận lấy anh không? Dạ em đồng ý. Ok. Dạ. Giờ là mình có người yêu nữa nha. Dạ. Hôm nay đến với Phú Yên thì có ok, giờ là đồng ý rồi nha. Ok, dạ. Đồng ý rồi nha. Tối nay mình đi hẹn hò, đi cà phê, đi chơi nha. Dạ em đồng ý ạ. Ồ thế là mình em đã lấy hai tay. Ồ thế là mình đã có người yêu rồi, thì hai đứa mình chụp chung một tấm hình nha. Dạ vâng ạ. Cười lên nào. Rồi kia khác đi. Rồi, ok đẹp quá. Bây giờ tiếp tục sẽ là người yêu thứ hai của anh. Không không. Anh Trung Thị đó, bởi vì anh có nãy anh chưa ngỏ lời với ai mà. Dạ. Chưa ngỏ lời với ai hết. Ở đây rất là nhiều bạn nữ xinh xắn luôn, nhưng mà từ hôm qua, từ sáng nay là đi ở xuống nước nóng là anh cũng đã để ý em rồi. Dạ. Rồi anh thì cũng muốn kiếm người yêu ấy, nên là hôm nay ở đây thì gặp em ở đây em ngỏ lời với em đồng ý luôn, thì anh cũng rất là vui. Vui mừng vì cái khả năng tán gái của anh là nó siêu đỉnh. Ý là anh đi đâu anh tán một cái là người ta dính liền đúng không ạ? À. Chẳng hạn như em đây, 30 tuổi chưa có ai tán dính em, nhưng mà anh chỉ cần nói vài câu là dính luôn rồi. Nói chung là nó đùa cả nhà, thì vì những cái câu vui đùa sẽ tạo nên một cái video nó hay, chất lượng vui vẻ thôi cả nhà, chứ còn biết đâu thì em Hằng này thì cũng có người yêu rồi hay có chưa nhỉ? Dạ chưa có người yêu. Chưa có người yêu, nhưng mà qua video này anh nào muốn quen là làm người yêu bé Hằng thì hãy để lại bình luận ở dưới nhé. Thì bé Hằng sẽ trực tiếp xem video và sẽ chấp nhận lời của mấy anh nhé. Dạ. Sẽ xem xinh gái nha. Dạ em đâu có xinh gì đâu anh. Xinh em. Ví dụ như ngày em mai anh muốn em đi chơi với anh một hôm nữa ở ví dụ như chỗ cái gì lúc nãy anh nói nha, cái mũi gì ngoài đảo nha, cù lao gì đó, cù lao mái nhà đúng không? Cù lao mái nhà đấy, ở chỗ đó thì cái cũng khung cảnh rừng rú rất là nên thơ. Anh muốn đi ra đó chơi ngày mai em đi chơi với anh được không? Dạ ok ạ. Ý là nói thật đó, chứ không phải là dạ em nói thật. Nói thật nói thiệt nha. Dạ thiệt nói thiệt đó. Ok thì mai, dạ. Mai tiếp tục thì mọi người yêu mến anh em mình thì đón chờ xem video ngày mai, anh em mình đi ra ngoài chỗ đảo mái nhà nhé. Đảo gì dạ, nhỉ? Nếu như mà cái video này mà được 1 triệu view ấy, thì em với anh sẽ đi cái đó. Đúng không ạ? Bây giờ video này mà được 1 triệu view thì anh em mình sẽ đi cái khác đúng không? Nên đôi. hy vọng cho mọi người đúng không ạ? Mong mọi người ủng hộ để hai anh em được nên đôi. Hai anh em được ghép đôi đúng không ạ? Ý là anh em mình được ghép đôi sợ mấy anh trai xem video anh buồn, bởi vì em cũng xinh gái dễ thương mà anh đó cũng muốn là em làm người của anh đó đấy, nhưng mà lỡ anh em mình ghép đôi là anh đó là sao không xem nữa đấy. Như vậy hả? Cái anh mà muốn tán em ấy. Dạ. Ở trong video này đang xem này. Anh sẽ không xem video đó, anh sẽ không xem video này. Thì video này thì khó đạt 1 triệu view đấy. Dạ. Bây giờ mình chọn cái thử thách khác đi. Cái đó thì thấy cũng không ổn đâu. View là hai anh em sẽ đi quay một cái video khác đúng không? Dạ. Quay một cái video khác chia sẻ nhiều hơn. Còn ví dụ như những anh nào muốn yêu em bé Hằng hoặc là muốn kết bạn với em Hằng thì cái đó là anh mình cứ mạnh dạn lên liên hệ nhé. Rồi dạ. Nếu mà chim trời cá nước mà em nhỉ? Biết đâu lại trong vô số mua vàng đó thì sẽ có một cái mệnh tình của mình ở giữa đó. Dạ. Biết đâu mà nhờ anh mà em kiếm được một nửa của mình thì sao đúng không ạ? Nếu mà kiếm đâu đó không có thì xài tạm anh được nhé. Dạ. Nhưng mà kiếm không được thì cứ xài tạm anh nhé. Xài tạm anh. Thôi nếu mà xài tạm anh thì mọi người không xem video thì sao? Đúng rồi, họ không xem đấy em. Dạ. Mọi người giận luôn á. Thanh niên này mấy tuổi rồi? Dạ em 16 tuổi. 16 à? Dạ. Bé này cũng 16 đúng không? 16 hết. Dạ tụi em 3 tuổi hết. 3 tuổi hết mà sao nhìn con trai thì nó có vẻ là nó non hơn con gái nhỉ? Đúng không? Thường thường thì con gái với con trai là đồng lứa tuổi thì nhìn con trai nó sẽ là có vẻ là non nớt hơn nhỉ? Con gái nó chững chạc nhìn sớm đúng không? Con gái nó phát tướng sớm. Đó, phát tướng sớm rồi.
Mấy đứa gái này học 11 hết rồi. Dạ. Bé nhớ bé đây là bé Ngọc đây. Bé đây là bé gì nãy chưa hỏi tên. Hỏi mà cứ bỏ chạy trốn. Hả? Minh Trí. Minh Trí hả? Dạ. Ồ, bé này là bé Duyên nè. Bé Duyên là ấn tượng nhất của anh là có hai ma lúm đồng tiền á. Anh cũng có ma lúm đồng tiền nhưng mà khi ăn thì mới có. Cười không thấy nhưng mà ăn thì mới có. Ăn thì mới thấy. Như mấy bé thì đang học lớp 11 đúng không? Học lớp 11 thì có mơ ước dự định về gì cho tương lai chưa? Mình sau này mình muốn thi vô trường gì? Dạ em muốn... Bỏ răng ra, bỏ răng. Em muốn thi. Thi vô trường gì hay là muốn lấy chồng đại gia hay là muốn dạ, đi... Dạ, em muốn thi vô đại học sư phạm của Quy Nhơn. À, gõ đầu trẻ đấy. Dạ. Mình đi ngành gì, đi dạy bên môn gì? Dạ, dạ giáo viên mầm non. À, giáo viên mầm non thì gõ đầu trẻ, bọn nó nhỏ thì mình gõ dễ hơn đúng không? Lớn quá thì gõ nó đánh lại đúng không? Nói chung cũng khôn đấy. Thời gian ăn gà đó. Đã. Thịt gà mà ăn cứ tưởng như thịt vịt á. Gà ăn giống như tưởng là thịt thịt bò. Gà ở đây chắc là dành cho những người mặc áo đen ăn gà thôi cả nhà. Mà hôm nay là mình thấy ở đây là có khá là nhiều bạn nữ mặc áo đen á. Ồ, thanh niên mặc áo đen cũng nhiều nữa nhá. Em được miếng nào chưa? Dạ. Nãy thấy Hoàng đi mời, em được miếng nào chưa? Dạ được rồi anh, em mới ăn một miếng. Anh cũng được miếng rồi. Dạ. Này rất là đông bạn luôn nhưng mà có ba con gà chia nhau ra ăn hay cả nhà. Đây. Đây bạn. Là ngon quá nha, gà mà đi chơi mình ăn trong trong suối, trong rừng, trong trong rú này nó mới ngon này. Ăn kiểu gì cũng ngon nha. Đó bọn ăn cái gì cũng ngon. Ok em nha, cảm ơn em nha. Bây giờ từ từ. Ôi mời cả nhà nha. Em lớp trưởng đâu giờ? Ngon quá. Hả? Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng đâu? Lớp trưởng đâu cho ai cái phao câu đi. Cái lớp trưởng đó nha. Của mày chưa? Học giỏi. Lớp trưởng đẹp trai học giỏi nữa. Cho bóng chiều hay. Thế là mình được là lớp trưởng hả? Dạ. Học giỏi hát hay đúng không? Dạ. Học thì học giỏi thôi chứ còn hát hay thì em chưa biết đâu. Học giỏi với được uy tín trong lớp với lại được nhiều người mấy bộ yêu thích cô giáo bầu làm lớp trưởng hả? Dạ. Hay là mình xung phong? Dạ, học cấp 2 là em được bầu, bầu từ lớp 1 tới lớp 9. Nhìn tướng là nghi nghi rồi. Gà ngon em. Gà ngon mà anh nhìn lâu của em thấy ngon hơn á. Đấy là gà thì em thấy ngon nhưng mà anh nhìn thấy môi của em ngon hơn á. Đốt đi. Đốt miếng này, đốt nhiệt tình không? Đốt đi. Trời ơi, đã. Trời ơi, thương, dễ thương á. Em. Tay chân mấy bạn tay em tay anh tay em nha. Ôi còn một con nữa kìa, mấy đứa đói tự lấy ăn nha. Em khui mà để vô khui dẹt dẹt ấy khui ơi. Ai uống nước, uống bia ở đây bia hả? Tưởng nước ngọt chứ. Nó hơi đen tí nhưng mà ở trong nó lại ngon. Đây, thấy mấy thanh niên này đang nướng bộ lòng đây. Trứng này nướng luôn em. Nó nổ không? Không, đã lỡ rớt vô anh. Hả? Thế trứng đó mình nướng như vậy không được à? Ủa, nó nổ. Trời ơi, nó nổ. Đây là cái bia hả? Bia... Ủa? Đá chứ, bia lúc sáng nó mua thùng có ai cổng ở đây chưa hề? Đó, cổng đầy đủ hết rồi. Ừ. Cô bia ra đi, cô bia ra đi. Uống chung đi. Bắt cặp uống cái con đi. Bắt cặp uống chung đi. Rồi bia khui ra hết rồi, nó đầy chơi hô 1, 2, 3 vô nè. Lên ly đi. Lên ly, lên lo đi mấy bạn trẻ ơi. Thôi là Hằng rồi, ngồi đúng vị trí đi Hằng ơi. Ngồi đúng vị trí đi. Khui chưa, 1, 2, 3 vô nè. Quý vô ngồi đi Quý. Đây là mấy em thanh niên này cả nhà. Mấy em thanh niên có vẻ khui bia chuyên nghiệp nha.
Được chưa, chưa, chưa? 2, 3, vô! 2, 3, vô! Uống! Mấy bạn ơi, uống đi, uống đi, uống đi. Vô là hết, hết, vô là hết. Ủa, bé uống bia hả? Ủa, có uống bia không? Không uống hả? À? Ủa, có uống nước ngọt kia kìa. Rót nước kèm cho con đi đá luôn. Nó nước cao vô đi, ai uống nước ngọt thì uống, nước cao thì uống, ai uống bia thì uống. Sau đây là chương trình cho mọi người nhé cả nhà. Hôm nay người yêu mình sẽ hát một ca khúc của tên Con đường xưa em đi. Ok. Làng Tây Nguyên xin kính chào quý khách. Tự hào là địa chỉ uy tín chuyên cung cấp các mặt hàng dược liệu rừng Tây Nguyên như nấm linh chi, lim xanh, linh chi cổ cỏ, ba kích tím, khúc hắc, múa tần, nấm ngọc cẩu, sâm cau, sâm tây, huyết đằng, mắc hén, hạt dỗi, mật ong rừng, măng khô, chuối cô đơn, chuối hột rừng, đảm bảo những sản phẩm được thu hái tại núi rừng Tây Nguyên. Đặc biệt có thuốc nam gia truyền đặc trị viêm xoang, dạ dày, xương khớp, thuốc yếu sinh lý, hen suyễn, thuốc trị bệnh gút. Với sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất, giá cả hợp lý nhất, đảm bảo an toàn, chắc chắn sẽ làm hài lòng cho quý khách. Website gialangtayguyen.com, gialangfood.com, hotline 0328 058 111, 0328 058 333. Gia Làng Tây Nguyên, cùng bạn kết nối thành công.